个超级加倍，不如便被他以外，金兔子送了个外卖，三个就反正不贵，就刚才遇了个狼狗，变了个机甲不坏，被一枪毙的嘴硬说机甲狼威心快。Yes sir, xin chào anh em, là mình đây production. Thì ông Nam Cocaine, mình cứ tưởng là ông nào mới thì ra là Nam Ly của Tây Nguyên Southfly. Yes. Để nói bây giờ thì bây giờ ngày xưa với bây giờ thì đúng ông ấy khác một trời một vực luôn anh em, đúng khác một trời một vực luôn. Thề ngày xưa gắt bao nhiêu thì bây giờ nó tất nhiên là bây giờ ông thay đổi không phải không hay đâu, chỉ làm cái màu mới, cái màu mới mà nhiều khi mình cũng chưa hiểu được là cái màu mới này của ông đang hướng cái gì. Mà thật ra nhá, đặt cái tên Nam Cocaine ấy cũng là đúng, bởi vì cái bài của ông ấy giống như là cho dù là ông làm theo kiểu là ông làm theo kiểu gọi là mới lạ độc lạ đi, mình chưa hiểu được là tại sao như thế, kiểu giống như là cái người nghe bị cuốn ấy, mình cũng bị cuốn theo mà. Ok, bây giờ mình muốn tìm hiểu sâu cái màu nhà ông này làm như thế nào quá. Thì bây giờ ok, có cái bài Động Vật Lưỡng Cư của một bạn cũng hình như là mình có đọc comment ấy, thì có một bạn hình như là bảo là còn có bài Động Vật Lưỡng Cư nữa kìa. Thì ok, mình sẽ quyết tâm là xem cái bài Động Vật Lưỡng Cư này luôn, bởi vì là những cái sản phẩm mới của ông Nam Cocaine làm mình cứ khó chịu canh cánh trong người mấy ngày luôn đấy. Mấy ngày nay mình cứ nằm nghĩ, hay là mình có làm gì mình cứ nghĩ mãi là tại sao ông Nam Cocaine này làm ra những cái tác phẩm lạ thế. Mà ngày xưa ông flow ông gắt nhá, thậm chí ông góp vớt vào trong mấy bài cái flow ông siêu hay luôn, thì flow của ông ấy luôn mình đánh giá luôn là một trong những người mà mình cảm thấy là luôn 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 ok, luôn cực kỳ hay luôn. Yes sir, thôi chúng ta đi vào được đồng vấn đề chính đi. Động Vật Lưỡng Cư, Nam Cocaine, let's go. Là một chiều nắng vàng, em đang cười bên phố, cùng với ai kia em nói là bên bố đang ở trên bộ, làm giấy tờ căn cước nhưng em lộ, bởi vì anh đã thấy từ đằng sau em cố che đậy dối trá, anh biết rõ rồi mà rõ. Anh đã phóng thật nhanh tay ga lên trên đồi và nghĩ về nơi xa, những lời hẹn ngày trước của đôi ta em đã phá, em đã giá giống như là cối đá, anh đã cố gắng tin vào tối qua từng bình tĩnh để có thể nghe hết nói ra. Còn thì em bảo kiểu như hả sao? Anh đã quá đa nghi, em không phải là Vân Navi, không phải diễn viên, nhưng cho mọi diễn biến em xử lý về chuyện anh cứ tưởng là AI. Anh mặc quần kaki, tự nhủ để một chuyện qua đi. Năm đó anh không đọc khoa y, càng không phải là bác sĩ tâm lý. Anh đã đăng ký tập gym ở Cali, mua cả gói tập kèm cùng PT, xong rồi chạy bộ trên con máy Italy và nghe Lam Trường hát Cathy Cathy. Fuck, anh cũng đã chắc bắp khi mà anh nắm bắt được khoảnh khắc lúc anh đang tầm tắc. Bên ai anh sẽ ngắt, với cách đó cần phải tắt cho ai lại nhắm mắt lặng thinh và quay đi vuốt mặt không thắc mắc. Toàn là điều lắt nhắt, anh vẫn cứ nghĩ là sắt, chứ cái chuyện này không đáng, nó một cách để phải là tan. Một lần nghĩ anh cần phải băn khoăn với một việc làng nhàng. Anh đã có kinh nghiệm trên 5 năm trong lĩnh vực thuật số, năng lượng và nhân văn, mà chưa kể đến khái niệm và cân bằng vũ trụ, tâm thức tiến hóa và xâm lăng. Wow, trở về căn phòng, dù trời đang nóng nhưng phải mặc cái áo dạo cấp 3 vì trong tim đang lạnh cóng. Xé bị snack all star, anh khui ra một lon coca, đặt đít ngồi xuống ghế sofa, có những thứ để kệ đã trôi qua. Những cảm xúc xúc xí không hề giấu kỹ, là im vì không biết đấu trí. Oh shit, no please đừng nghe nhau chỉ. Bật TV ra thời sự, không có gì phải lưỡng lự, thà như là động vật lưỡng cư, còn suy tư về vấn đề tương tự. TV thêm thời sự, không có gì phải lưỡng lự, thà như là động vật lưỡng cư, suy tư về vấn đề tương tự. Thà như là động vật lưỡng cư, còn suy tư về vấn đề tương tự. Đậu ma gì đấy? Đậu xanh ạ. Như là vật lưỡng cư, hơn là vấn đề tương tự. Sao ta? Là sao? Vậy là sao? Tôi là ai và đây là đâu? Mấy mẹ ơi, lú luôn, lú như con cú luôn. Mình lú mẹ. Nghe xong em phát mình biết mình lú thế nào luôn ấy. Vãi linh hồn ạ.
Thì lú luôn chứ không phải lú nữa. Ảo thật đi. Rồi. Biết nói sao giờ anh em nhỉ? Đúng lú như con cú luôn. Nói chung là nội dung này thì mình chắc hiểu là nói về cô người yêu động vật lưỡng cư. Rồi gọi là mình sorry anh em nha, lú mình lú quá anh em ơi, lú quá. Oh my god. Lú quá lú luôn. Thề. Ôi mẹ ơi. Chút cho mình định hình lại cái nhá, định hình lại đã. Ok nghe. Cũng không biết nói, vẫn cứ một cái cảm giác đấy. Đéo hiểu sao. Nó cứ bị vô lý thế nào nhưng mà vẫn hay. Vẫn bị cuốn. Đéo cái động lực nào cho mình xem hết cái bài này luôn ấy. Thề. Nó cuốn như thế, giống kiểu là giống cảm giác là như mình nói những video trước của ông xem Nam Cocaine này. Những kiểu ông cho mình chơi chơi đồ qua online, qua video, qua tác phẩm này, mấy tác phẩm ông làm ấy. Hài thật đấy. Ok, mình sẽ không nói nhiều nhé, bởi vì mình bây giờ mình cũng lú quá. Mình đã biết thế nói thế nào về cái video này của ông này luôn đấy. Vẫn như vậy, vẫn cứ dị dị là lạ, nhưng mà cuốn mà hay. Vô lý thật. Ok anh em, bỏ qua hết những vấn đề này. Giống như là có cái bài của ông không nghĩ nhiều luôn. Thì ok, cảm ơn anh em đã xem video version của mình, và mọi người có thể ủng hộ mình bằng một lượt đăng ký, một lượt like và comment ở dưới, và mình sẽ chắc chắn là mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn ông này về cái những phong cách ông này theo đuổi nhá, tìm hiểu kỹ ấy. Xong chính ra mình nghe bị ông này ông bắt lú ấy anh em ạ. Thề. Ok, chào anh em, hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo anh em nhé. Chào anh em. Lú ạ.